Xin chào anh em, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em về cái nội dung đó là phân tích và đánh giá cái thị trường ở cái khu vực đó là quận ở Hoàng Mai để chúng ta đầu tư nhà cho thuê. Trước khi vào chi tiết về phân tích về cái quận Hoàng Mai, chúng ta nên đầu tư bất động sản cho thuê ở quận Hoàng Mai không, và những cái vị trí và khu vực nào chúng ta nên đầu tư, và những cái điều gì chúng ta cần tránh khi đầu tư ở khu vực quận Hoàng Mai này. Thì trước khi đó tôi muốn mời anh em cùng với tôi đi qua những cái nội dung tổng quan, mà cái nội dung tổng quan này đang được kênh bất động sản.com.vn tổng hợp lại. Thị trường mua bán nhà riêng nhưng mặt phố tại quận Hoàng Mai khá nhộn nhịp với mặt bằng giá thiết lập ở mức khá cao trong các năm gần đây. Khảo sát dữ liệu tin đăng trên bất động sản.com.vn thời điểm cuối tháng 3 năm 2023 cho thấy giá bán nhà riêng quận Hoàng Mai cao nhất tại phường Giáp Bát, trung bình 132 triệu đồng trên một mét vuông, thấp nhất là tại phường Linh Nam, trung bình 89 triệu đồng trên một mét vuông. Giá bán nhà riêng quận Hoàng Mai từ năm 2018 đến năm 2022 tăng từ 70 triệu đồng trên một mét vuông lên đến 104 triệu đồng trên một mét vuông, tăng 48,57%, trung bình tăng 10% một năm. Trong đó, khu vực phường Thanh Trì tăng mạnh nhất với 68,52%, kế đến là phường Thịnh Liệt tăng 55,71%, Giáp Bát tăng 55,29%. Với nhà mặt phố, theo dữ liệu lớn của bấtđộngsản.com.vn, giá bán những năm 2018-2022 tăng từ 132 triệu đồng trên mét vuông đến 190 triệu đồng trên mét vuông, tăng 43,93%, trung bình mỗi năm tăng 8,6% một năm. Phường Trần Phú tăng mạnh nhất, tăng 154,43%, theo sau là Thanh Trì tăng 100%, Hoàng Văn Thụ tăng 72%. Lớn của bấtđộngsản.com.vn, giá đất Hoàng Mai giai đoạn 2018-2022 tăng từ 47 triệu đồng trên mét vuông lên 82 triệu đồng trên một mét vuông, tăng 74,46%, trung bình tăng 15% một năm. Hiện tại, giá đất nền dự án Tây Nam Hồ Linh Đàm dao động từ 95 đến 141 triệu đồng trên một mét vuông. Tại khu đô thị Đại Kim, Định Công từ 35 đến 111 triệu đồng trên một mét vuông. Tại khu đô thị Định Công khoảng 52 triệu đồng trên một mét vuông. Xét theo khu vực, giá đất phường Yên Sở tăng mạnh nhất, tăng 148,8%. Kế đến là phường Trần Phú tăng 100%, Hoàng Liệt tăng 94,83%, thấp nhất là Mai Động tăng 32,81%. Thị trường cho thuê, nhìn chung giá thuê nhà đất tại Hoàng Mai khá là mềm so với các quận trung tâm, nhất là phân khúc dành cho sinh viên, người lao động thuê. Biến động giá thuê trong 5 năm 2018 đến 2022, theo dữ liệu bấtđộngsản.com.vn như sau. Giá thuê chung cư tăng từ mức trung bình 6 triệu một tháng lên 8,5 triệu đồng trong một tháng, tăng 41,67%, trung bình tăng 9,3% một năm. Chung cư cho thuê tại quận Hoàng Mai chủ yếu hướng đến các gia đình trẻ, vợ chồng mới cưới, nhân viên văn phòng. Khu vực có giá thuê cao nhất là các phường Mai Động, Tường Mai, Đại Kim, Định Công, Yên Sở. Giá thuê nhà riêng Hoàng Mai trong những năm 2018-2022 duy trì ổn định ở mức trung bình từ 15 triệu đồng một tháng. Khu vực có giá thuê cao nhất là các phường Đại Kim, Yên Sở, Hoàng Liệt, Giáp Bát với giá từ 15 cho đến 25 triệu đồng cho một tháng. Thấp nhất là các phường Trần Phú, Vĩnh Hưng có giá từ 5 đến 8 triệu đồng một tháng. Giá thuê nhà mặt phố Hoàng Mai tăng từ 28 triệu đồng một tháng lên 35 triệu đồng một tháng, tăng 6,8%. Khu vực có giá thuê nhà mặt phố cao nhất quận Hoàng Mai là Tân Mai, Giáp Bát, Định Công, Hoàng Liệt với giá từ 35 đến 70 triệu đồng một tháng. Giá thuê biệt thự Hoàng Mai năm 2022 dao động từ 15 cho đến 45 triệu đồng một tháng. Khu vực có giá thuê cao nhất là Hoàng Liệt, Lĩnh Nam, Mai Động, Giáp Bát, Đại Kim với giá trung bình từ 30 đến 45 triệu đồng một tháng. Giá thuê nhà trọ trung bình loanh quanh mốc từ 2,1 đến 2,3 triệu đồng một tháng, phù hợp với sinh viên, người lao động thuê. Những phòng trọ rộng rãi, đầu tư nội thất tốt hơn, dạng căn hộ chung cư mini có giá cao hơn một chút, từ mức 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Và thường những nhà đầu tư muốn đầu tư ở khu vực đó quận Hoàng Mai thì người ta sẽ quan tâm đến những cái vị trí và cái khu vực nào để phù hợp để đầu tư bất động sản cho thuê. Với cái bất động sản cho thuê thì nó sẽ có nhiều cái mục đích khác nhau, đó là đầu tư để cho thuê người đi làm, người cửa thuê cửa hàng văn phòng. Đây tôi đang mở cái vị trí ở đây là trên cái Hoàng Mai. Với cái bản đồ này thì đa số với những cái vị trí nó giáp, đó là quận Đống Đa và quận Thanh Xuân, nó là cái nơi mà nó rất dễ cho thuê và rất nhiều những nhà đầu tư sẽ quan tâm, họ sẽ đầu tư ở những cái khu vực này, ví dụ Trương Định này, Tân Mai này, đây Giáp Bát, Định Công này. Định Công nó gần với cả quận Đống Đa, Công đi ra Trường Chinh, Đại La, vực Định Công này rất nhiều, hoặc Đại Kim nữa. Và cái vị trí, những cái vị trí này nó đa số những cái nhà đầu tư họ sẽ bám theo đường Giải Phóng với đường Đại La này, Vành Đai 2 và cái khu vực Tân Mai nữa, Hồ Đền Lừ. Đây là những cái vị trí có cái mật độ dân cư rất cao. Tại sao những cái nhà đầu tư người ta lại đầu tư ở khu vực này? Vì cái việc vị trí ở đây nó rất thuận lợi đi các quận khác nhau. Đấy, ví dụ từ ở cái vị trí đó là bên trong Định Công này, nó có thể đi sang đó là Thanh Trì được này, Thanh Xuân được này, Đống Đa được này, và ngay chỗ Trương Định vậy. Trương Định thì ra rất nhiều những cái trường đại học ở gần đấy, ví dụ trường Đại học Kinh tế Quốc dân này. À, ví dụ ở đó nó có cái trường đó là trên đường Giải Phóng thì nó có trường Đại học Xây dựng, và trường đó là Bách Khoa này, Y này. À, đây là những cái trường rất lớn này, đây trường Bách Khoa này. Từ cái vị trí đi ra rất gần ngay chỗ khu vực Định Công, nên những cái đối tượng, những khách hàng người ta có thể lựa chọn ở những cái khu vực đó để người ta thuê. Ngoài ra những cái tòa văn phòng rất nhiều ở những cái trục đường ở Vành Đai 2 này, Trường Chinh này,
mà cái mật độ dân cư nhiều, tôi sẽ mở cái bản đồ Google em xem, ví dụ anh em có nhìn thấy đâu, đây là gần với cái Bách Khoa này. Vậy là chúng ta biết được cái vị trí nào là thông thường những cái nhà đầu tư, chúng ta biết được những khu vực và cái vị trí mà những cái nhà đầu tư muốn đầu tư bất động sản cho thuê rồi, thì tiếp đó thì chúng ta sẽ khảo đến đó là nếu chúng ta là nhà đầu tư bất động sản ở khu vực này, chúng ta phải biết được những cái thông tin quan trọng, thứ nhất là cái giá đất ở đây nó như thế nào phải không ạ, và giá cho thuê như thế nào. Thì đây thì tôi cùng với các bạn khảo sát một số cái thông tin về cái giá đất ở đây hiện tại đang bán như thế nào, và cái nguồn hàng, cái nhu về cái nguồn cung cái đất để xây nhà cho thuê còn nhiều hay không. Thì tôi vẫn dùng đó là cái kênh, đó là bất động sản.com.vn, là một cái kênh đó là tìm kiếm nhiều nhất về bất động sản. Ở đây như ví dụ ở mua bán đất này, với cái quận Hoàng Mai nó tương đối là rộng, thì đầu tiên thì anh em sẽ xem về những cái lượng tin tìm kiếm đây. Ở đây hiện tại nếu mà trong 7 ngày qua là có 5.821 lượt tìm kiếm, thì chứng tỏ ở cái quận này cũng lượng tìm kiếm người mua thì cũng ít hơn so với các quận khác. Như quận khác ví dụ 56, 53, 38 là rất nhiều, quận này tương đối là ít. Và tôi sẽ xem cái đất giá đây để xem như thế nào. Đây, bây giờ nó đã cũng lên là 112 triệu rồi các bạn, không phải rẻ đâu anh em ạ. Nó cũng tương đương với cả Hà Đông. Ở đây nếu mà 55 rồi, triệu bao nhiêu? Tôi sẽ xem giá phổ biến nhé. Từ 69 đến 8 đến 70 này đến bây giờ là 112. Đấy. Tiếp đó thì tôi sẽ tìm, đó là tìm những cái vị trí mà hiện tại những cái nhà đầu tư thường đầu tư nhà cho thuê. Ở đây tôi sẽ được định công này. Định công thì hiện tại đang giao bán, thì trên trang thì hiện tại bây giờ chỉ có 5 tin này. Xem định công thế nào. Đất Hoàng Mai phố Định Công này. Ở đây thì anh em lưu ý về bất động sản để thuê thông thường nó phải tầm trên 40 mét vuông nhé, thì mới phù hợp xây nhà cho thuê, ở đây cũng phù hợp đây. Như vậy ở đây là định công là nó là 86 triệu một mét vuông này. Đây là 296 không đúng, không, nó giá quá cao, không thể đầu tư nhà cho thuê rồi. Đây là 147 này, khu biệt thự liền kề này. Kim này, xem còn nhà đại kim này, đa số là biệt thự và liền kề ít, phường đại kim cũng ít anh em, mà giá cũng cao là 92 triệu một mét, thấp 92 triệu. Xem lịch sử giá 104 và bây giờ 55 là 135 mà cũng cao nhỉ. Đây Giáp Bát này, Giáp Bát là tương mang 110. Cái này những cái quận, những cái phường này nó gần với cả quận Đống Đa này, thì tương đối nó sẽ cao. Nên cái việc đầu tư nhà cho thuê nó cũng hơi bị khó, hơi khó hiệu quả, nên cái dòng tiền nó không được cao. Giá đất ở Mai Động này, Mai Động cũng cao nhỉ, không hề thấp. Lĩnh Nam, mỗi cái Lĩnh Nam thấp, Lĩnh Nam sâu như vậy đã đến 81 triệu rồi anh em, không hề rẻ thế nào. Về cái giá, đó là giá nếu chúng ta đầu tư đất để đó là xây những cái tòa nhà cho thuê, với cái vị trí mà để mà cho thuê tốt, thì bây giờ đa số là giá rất cao anh em ạ, phải trên trăm, 112, 13 triệu rồi. Tiếp đó thì chúng ta sẽ đến đó là cái giá phòng cho thuê đó như thế nào. Đấy những em mà đây xem lịch sử giá này, 4 triệu 4 này, 3 triệu, 1 triệu 4 sẽ đi sâu chi tiết đến những cái khu vực mà hiện tại mà đang cho thuê tốt, ví dụ Định Công này. Công có 9 tin đăng này. Công 3 triệu, 3 triệu 3, 4 triệu này, đa số là cái giá đây so với các quận khác cũng không thấp hơn, còn cao hơn, tôi thấy còn cao hơn cả Hà Đông, Thanh Trì này. Ở đây thì lượng nhu cầu này, thì hiện tại với nhu cầu ở đây này, khu vực này rất có nhiều nhu cầu và bây giờ chỉ còn tồn lại 9 tin đăng là chứng tỏ ở đây thôi, cái nhu cầu rất lớn, mà hiện tại tỷ lệ phòng cho thuê là rất cao. Đây mỗi Hoàng Liệt là hồi, ở đây là Mãi Ngọc Hồi, Ngọc Hồi thì hơi xa, nên cái việc mà những cái người thuê người ta không thích. Hoàng Liệt, Tịnh Liệt đây là gần Kim Giang anh em. Cơ bản những cái phòng ở đây thì với những cái quận khác thì nó cũng không thấp hơn là bao nhiêu, còn khi một số cái khu vực nó còn cao hơn, và cái nhu cầu ở đây tôi thấy cũng lớn ở những cái quận, ở những cái phường. Như vậy thì cơ bản là về cái giá mà đang trên bất động sản đến với cả cái việc đó là chợ tốt, giá cơ bản giống nhau, không có gì khác nhau mấy. Một vấn đề anh em cần lưu ý khi đầu tư bất động sản để thuê ở cái khu vực quận Hoàng Mai này, anh em lưu ý cho tôi là nên tập trung ở những cái vị trí, thứ nhất là nó gần cái trục đường lớn, như đường đó là Giải Phóng này, đường Vành Đai, Vành Đai 3 này, và gần những cái trường, đó là trường ví dụ trường Đại học Kinh tế Quốc dân này, Đại học Xây dựng, Đại học Bách Khoa, Đại học Y này, mà gần cái ở ví dụ gần với cả khu vực Định Công thì nó gần đó là trường Đại học Thăng Long này. Vì đây nó có rất, ngoài cái trường có rất nhiều những cái cơ quan văn phòng và những cái cửa hàng, những cái tòa, thì cái việc vấn đề là khi chúng ta đầu tư ở cái khu vực này thì nó sẽ rất thuận lợi cho những cái khách hàng đó, người ta từ đó là học sinh, sinh viên và người đi làm,
và tiến về sát những cái quận Thanh Xuân với Đống Đa thì anh em càng tốt. Vì sao? Vì những cái đối tượng ở khách hàng ở cái khu vực đó thì nó sẽ có cái mức thu nhập cao hơn. Khi cao hơn thì họ sẵn sàng nó là thuê cái giá cao hơn, và những cái đối tượng đó đã ít bị ảnh hưởng về cái tác động khác với cái việc người ta thuê nhà nó ổn. Nếu mà anh em đầu tư về những cái việc ở những cái khu vực đó là rìa, khu vực đó là sâu ở dưới, nó là Ngọc Hồi này, gần với Ngọc Hồi này, Văn Điển, với cả cái chỗ khu vực đó là Hoàng Mai, công viên Yên Sở, thì cái việc cho thuê nó cũng tương đối là nó sẽ không được thuận lợi và giá nó sẽ không được cao. Ở khu vực đó thì thông thường là khu vực Yên Sở thì Lĩnh Nam thông thường nó khoảng 2 đến 2 triệu rưỡi đến 3 triệu thôi, mà nó không ổn định. Việc anh em mà lựa chọn để đầu tư về cái khu vực thì anh em cần lưu ý đó cho tôi. Và anh em lưu ý cho tôi về hiện tại một số những cái khu vực ấy, để về vấn đề xây dựng về chiều cao tầng thì một số khu vực các quận này, phường bây giờ rất hạn chế xây cao tầng, nên cái việc mà các quận, các khu vực ở huyện, các quận ở phường để xây mà vượt tầng là tương đối là khó nhé. Thông thường bây giờ nó đa số là theo quy hoạch. Dịch vụ VPN tư vấn đầu tư phát triển bất động sản cho thuê. Thiết kế bất động sản cho thuê. Thi công bất động sản cho thuê. Quản lý bất động sản cho thuê. Môi giới mua bán cho thuê bất động sản. Hotline 09455 683 66 hoặc 0354 641 925. Hoặc đăng ký thông tin của bạn theo đường link ở phần mô tả video này để được tư vấn sâu hơn.